nó là nó nghĩ mình vừa 40. Ví dụ em mà nó không có em lo giá cho nó em mà nó tức giá mà sao mà đồ đâu của mẹ mày em mà nói ngu dữ mày rồi chết nó bán 50 anh mua 50 còn chơi cho má cho lẹ nên em lo má nè có đồ của má nó nói còn biết con ngu nhiều còn má nó này được đấy đúng không